Bài tập của Lan Phương thì đúng được 5 câu, 3, 4, 5, 9 và 10 được 5 điểm. Video thì đọc cũng cơ bản tốt rồi. Chỉ cần sửa một từ đó là square, đúng phải là where, square. À, cũng biểu dương tinh thần của bạn Hoa hôm nay đã nộp bài lần đầu tiên sau mọi buổi học. Thì năm sau cố gắng phát huy. Tuy nhiên về kết quả chất lượng thì lại chưa được ổn, mở đúng được câu 5 với câu 7 trên 10 câu. Nó mở đúng được 2 câu trên 10 câu. Của Đinh Án, video thì của Hoa chưa thể gửi. Của Đinh Án, bài tập về nhà không thể gửi. Video thì đọc nghe rất nhanh. Nếu một ái đó mà chưa học tiếng Anh mà nó biết tí tiếng Anh thì thấy mình ám thì cứ tưởng là nó nói tiếng nước ngoài rất là chuẩn. Vì đọc rất là nhanh và rất suốt. Nhưng mà nó có từ mô đựng cơ. Ám ạ. À, cô nghe nó có từ mô đựng cơ. Nghe có vẻ là nó nhưng mà không từ mô đựng gần đấy lắm. Cô sao em cần điều chỉnh bằng cách là xem video của cô dạy, xem đi xem lại cái từ đó. Rồi là đọc cho nó tốt hơn. Đọc từ từ được. Không cần đọc vội vàng đó. Và đọc được từ nào là phải cho chuẩn từ đó. Của Tâm Anh, video thì chưa gửi cho cô, để các bạn thì gửi video cô điều chỉnh cách đọc các bạn nhé. Bài tập thì làm nhầm bài tập buổi trước, cái bài tập buổi này thì chưa làm. Biểu dưỡng tinh thần của Hoàng Huệ, cháu mới buổi học thì hôm nay đã nộp bài. Vâng, như cô nhận xét ngay ban đầu, nhận xét trong tin nhân riêng của bạn Huệ ấy, là bạn Huệ là người có năng lực, cố gắng kiên trì học chăm chỉ nữa là sẽ ổn. À, bạn Huệ gửi bài tập và cùng đụng 100%, 10 điểm tròn vẹn. Video cũng thể gửi. Đó là Huệ chú ý, một là chú ý lịch học cho cô, hai là chú ý cho cô cái phần bài tập về nhà và coi phần gì nhiệm vụ nha. Học nó phải chăm chỉ vào, rồi là phải đúng giờ, rồi là thực hiện cho đầy đủ nên để học nội quy học tập. Của Văn Huy, bài tập đã gửi cho cô nhưng mà chỉ đúng có một câu, chưa ổn ạ. Video chưa gửi. Còn của bạn Phương Trắng, xé lại bài của cô, có coi lại nè, đó có lại là em gửi khi nào thì cũng thấy. Thứ hai là bạn Tuấn Anh, lý do chỉ không gửi bài cho cô Tuấn Anh. Cậu ơi, bài của em mà gửi rồi mà không nhận được cô ạ. À, chưa để được không? Dạ. Ồ, được gửi lại không? Có được không? Được rồi. À rồi. Thế đến cô cứ phải từ nắng mở mic ra hỏi cho cô biết lý do chứ không một bài nào. Từ nắng đâu rồi? Em không biết bên đâu ạ. Cái gì ấy? Em không biết bên tập. Cô giáo vào trong buổi học, video cô gửi về nhà để đọc lại. Lúc trước cô thấy đáng nghịch bàn mới được có 12 bàn làm bài tập, gửi bài tập. Khi cô đã nhận tín trong hộp, trong nhóm. Đầy đủ nhiệm vụ, một quay video, hai là làm bài tập về nhà. Tại sao em không biết? Em làm gì không biết? Thế một buổi nữa mà không làm bài tập, không gửi bài tập là cô cho ra khỏi lớp đó nhá. Cô đánh nhá. Cố gắng thực hiện đấy được nè. Không như. Bật mic nói cho cô nào, lý do chi em không gửi bài tập? Em thưa cô là thế này. Khi nãy em ăn rồi, em ăn rồi em gửi cho mẹ rồi. Em nhớ mẹ gửi đến nhóm. Mẹ gửi rồi. Em quên mình vậy, em quên mình bài tập đọc. À. Đọc lộn. Bài tập viết thì làm rồi đúng không? Nhưng mà là chủ yếu gửi đúng không? Dạ. Yeah. Con cháu cố gắng là chủ nhiệm vụ bài tập nhá. Dạ. Đưa nữa mà không gửi hôm nay là cô cho ra khỏi lớp này. Rồi, cháu Xuân Huy. Xuân Huy lâu nay hãy gửi như vậy mà tại sao bữa nay lại không gửi bài tập đây nhá? Em thôi có lúc đó là em nhọc quá. À, em đứng mệt rồi. Dạ, đứng nhọc quá. Không cháu mệt tôi phải cạo cổ nghe chứ. Dạ. Yeah. Phải biết để cố biệt lý do chứ. Em cố ghi lại đấy cả rồi này. Bàn nào thiểu mẫu ý như thế nào là cố ghi lại cả này. Ghi lại đầy đủ ấy cả rồi.
Ủa thế nên nếu mà không ổn là bạn nào ổn là cô đuổi bạn đó. Chưa học mà cứ như thế này đến chuyện không tiến bộ được đâu. Trong lớp ta cô đã thấy một số bạn đã có biểu hiện sự tiến bộ rồi đấy. Lúc đầu con chưa biết thích học, con chưa biết thích đọc, con chưa đừng đừng bỡ ngỡ, nhưng bây giờ đã bắt đầu đi vào mê mệt và có sự tiến bộ bởi vì rất chăm chỉ học, rất chăm chỉ làm bài tập về nha. Nhưng có một số bạn thì biểu hiện chỉnh mà nó không tiến bộ nổi đó. Nên các bạn muốn cho tiến bộ, muốn học tiếng Anh tốt thì các bạn phải chăm chỉ. Điều đầu tiên là phải chăm chỉ. Bây giờ cô chừa bài hôm trước, bài tập về nhà hôm trước cô giao, tí nữa các bạn nhớ nhắc. À hôm trước đang còn một cái bài tập nữa mà ta chưa gửi điểm đúng không? Chưa có điểm đúng không? Cô nói các bạn bảo điểm mà cô không thấy ai bảo điểm lại, có mấy bạn bảo điểm lại. Bây giờ các bạn bảo điểm lại của bài hôm trước để cô vô điểm của buổi trước, chứ không là các bạn thiệt thòi đấy. Hôm trước có hai con điểm, một là điểm thi hình lái worksheet mấy bài, các bạn có nhớ? Em nó nhớ rồi. Hôm trước có hai hai con điểm, các bạn nhớ hai con điểm là cô một điểm cô chậm trực tiếp trong nhóm Zalo, trong trong Zalo riêng ấy. Bây giờ các bạn đọc điểm như cô nào. Phương Trang không được mấy điểm em? Khánh Chi không được mấy điểm? Em nói nhớ nó cô ạ. Được cô là không được, em chỉ phải nắm và chị. Chị phải nắm và chị. Các bạn mở cái Zalo ra không được, nộp bài báo nhớ đi, mở ra coi đi. Chứ không là mất điểm đấy. Của Phương Trang hai lần không có điểm ở này. Cá Xuân Huy hơn được mấy điểm em? Tá mở ra Em coi đi, kiểm tra lại vở. Hả? em luôn nhớ cô. Mở ra kiểm tra lại. Huy Dương. Một con mơi có. Rồi. Bên mở bụng phố ơi. Văn Đông. Em thấy có thạo quá. Đấy, nó có trong 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 Zalo riêng vậy cô ơi. Quỳnh Chi. Em mong con nuôi quá ạ. Ta đang có con hát này. Cao Trang. Em 8,57 quá. Rồi nắm 7. Rồi Bảo Lâm. Được có lớp 10,2 quá. Rồi. Ngọc Ánh. Em được có lớp 5 quá ạ. Nắm không em? Đinh An. Dạ. Phương Thảo. Em hai con mươi với con tạm. Ba con đây. Một con tám á. Ủa đây có hai con á. Có hai con điểm có. Hai con mà mười bờ. Em làm cái cái mà tư vấn rồi có cho em 10 điểm. Tư vấn thôi. Ơi cứ lấy cái con bực quá đi em. Là 180 nhá. Rồi, vừa buổi mô lên em phải chỉ ra cho cô buổi đó. Tuấn Anh. Tuấn Anh đâu đó? Tuấn Anh nhớ không? Hả? Không nhớ không? Dạ. Mở ra. Mở cho lô ra hôm trước 6 buổi học phải là cô nhận là bạn nhân tín cho cô lên mà các bạn có nhận đâu. Văn Huy. Hãy nhớ lên nhắc lại cho cô nè. Hoàng Tùng. Mới chín quá. Kiện Văn. Em được có lớp 10 thì mười quá. Tấm anh hôm trước nghỉ. Ngọc Tâm. Em được có là em được mới vì là chuyện quá. Lan Phương. Phương bao cho em. Rồi Trúng Hoa. Nắm rồi. Ok. Rồi còn những địa điểm nữa.
Alo. Lam Phương à? Đây, Lam Phương, đây đó rồi. À rồi, Lam Phương nói, Lam Phương vào luôn cuối nhá. À rồi, cuối nhá. Rồi tí nữa các bạn nhớ nhắc để chúng ta lấy điểm bài tập về nhà này. Bạn nào có bài tập về nhà thì nhớ nữa. Cái tổng là mất cái điểm của mình nữa. Quá nhớ điểm nữa, bảo cho con đi. Tối Phương Thảo có một con kim bồi lesson 10 có ạ. À, lesson 10 rồi Phương Thảo. Phương Thảo lesson 10 đấy, bồi 10 đấy. Dạ. Yeah. Hai con. À, cái buổi nữa học tư vấn nên là có cho thêm một video rồi là có gọi em nên là à đúng rồi, tức là em được thêm một con 10 ngoài các bạn ra đúng không? Dạ. Rồi rồi rồi, tức là được thưởng thêm con 10. Ok. Thầy có chút tích. Không được, chúng có đã giáo bài tập cho các bạn làm bài tập này. Bây giờ tôi chia bài. Làm bí sai khi chúng ta chú ý vào để về môn đất đặt đen. Rồi tắt mic đi các bạn. Tắt mic nào. Dụng cái tội là đền nó nọc hộ thì Phương lấy à mô bê đây. Phương Trang, Phương Trang. Hôm trước chúng ta học cấu trúc ghé cộng với to be. Cô nhắc lại này, hôm nay là tiếp tục gặp cho các bạn ạ. Hôm trước chúng ta học từ there cộng với to be, cộng to be. À, cái từ there cộng to be này ta dịch nghĩa là có. Và ta có ba công thức với từ there cộng to be. Công thức thứ nhất. Có năng mic em nó nghe được chị cả có. Làm nào đó. Ừ. Được chưa em ơi? Chưa nghe được cái thoát ra vào lại. Công thức thứ nhất của ghé đó là ta lấy ghé. À, đó là ở dạng số ít. Ghé is. Vậy ghé is này cháu nọ sẽ cộng với danh từ số ít, để được thì ta phải cộng với ớ hoặc ấn rồi cộng đến danh từ số ít. Danh từ số ít này ta học rồi, danh từ đến được số ít ta học rồi. Một cái bút là a pen, một cái bàn là a table, một cái tẩy là ấn eraser, một con bò đực là ấn ox, một quả táo là ấn apple. Đấy, cứ thấy là một cái gì đó thì ta, nếu muốn nói có một cái gì đó ta dùng công thức thứ nhất này. Rồi. Ví dụ là there is a pen. Đấy, có một cái bút. Công thức thứ hai ta lưu ý đối với there is. There is nó có hai công thức. Công thức thứ hai đó là nó cộng với loài danh từ số ít nữa, nhưng mà danh từ đó là loài danh từ không đếm được. Đối với danh từ số ít thì có hai loài, đó là danh từ đếm được ở dạng số ít và danh từ không đếm được. Vậy ở đấy cộng với là có thể dùng sum ở đây được, sum là một vài một ít đếm được. Có thể dùng max ở đây được, max là nhiều, sum là một ít, còn max là nhiều. Rồi sau đó cộng với danh từ không đếm được. Mà đánh cái không điểm được mà bữa ta đã học đến rồi. Nước này, water, sữa này, milk, thịt này, meat, đường này, sugar, vân vân. Ví dụ, có một ít đường,
there is some sugar in the jar chẳng hạn, in the jar có một ít đường ở trong lò. Đây, đó là công thức thứ hai ta cần nhớ về there cộng is. Công thức thứ ba đó là to be ở dạng số nhiều, tức là there cộng với a. There a là có nhiều, there is là có một hoặc có ít. Bên này là có một này, dưới này là có ít này, hoặc cộng với danh từ số ít này. Con dế á này là có nhiều, đó là cộng với danh từ số nhiều. Mà danh từ số nhiều ta đã dạy, đã học được đó rồi. Rửa mong nhiều bạn biết là dế á ở đấy rồi, mà sau này vẫn cứ có ở với ấn con danh từ số nhiều, vô lý thật. Không được đó. Rồi ví dụ có nhiều quyển sách, there are đó. Sách là book, nhiều quyển sách các thế mẹ ta bao, there are books, hoặc có thể dùng là nhiều quyển là many books, hoặc có thể là còn nắm quyển sách như là five books, vân vân. Đó là về lý thuyết. Còn bài tập về nhà cô giáo cho các bạn thì như sau. Từ cái 10 từ này, từ cái 10 từ này cô em chưa ghi xong cô. Từ từ tí nữa em, cái nữa nó cần phải ghi mất, cái đó là bài học hôm trước rồi em ạ. Bài học hôm trước đó nó phải ghi mất. Mở về mở bài học trực là biết được. Yeah. Còn cái bài này ai chưa làm là chúng ta ghi luôn nè. Đây là về nhà này này. Ai làm sai câu nào thì ta sửa câu đó cho cô. Cô cho 10 từ này bước đầu tiên các bạn muốn làm được để ghép được công thức 1 này này. Công thức 1 đây này. Hay công thức 2 này này. Hay công thức 3 này này. Thì ta phải biết được đó là danh từ đếm được số ít, hay là danh từ không đếm được, hay là danh từ số nhiều. Mà danh từ số nhiều biểu hiện của nó thường có thế mẹ bé hoặc bất quy tắc. Vậy ta tìm số nhiều rồi nè. Số nhiều đây câu số 1 này. Các bạn hãy nói hãy cho cô những cái danh từ nào, danh từ số mấy là danh từ số nhiều. Hãy biết giơ tay lên, cả lớp thả tay xuống đi. Cả lớp thả tay xuống. Ai biết giơ tay lên. Rồi. Còn nắm bạn biết những danh từ số nhiều là số mấy? Mời bạn mời bạn Kiến Văn. Danh từ số mấy là danh từ số nhiều? Danh từ có danh từ số 3. Ờ, số gì rồi? Hết chưa? À, danh từ số. Cô đừng có nói đi tìm danh từ số nhiêu trước rồi nè. Yeah. Đó là số 3 về số mấy? Số 3, số 4. À, số 4. Số 4 có phí là gì em? Nhưng mà tôi không đem được. Cô đừng hỏi đi tìm danh từ số nhiêu mà em lại đi tìm danh từ không đem được. Nắm. Ờ, số 3 này. Yeah. Số 3 này, số 5 này. Rồi, đâu nữa? Có nữa không? Số 10. À, số 10. Vậy trong bài này chỉ có 3 danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều ta áp dụng công thức số mấy để làm? Ai biết cho tay lên. Đây, cả công thức ở đây. Số 2. Danh từ số nhiều ta áp dụng công thức số mấy để làm? Ai biết cho tay lên đóng nữa nha. Đây, cô cho 3 cái công thức đó, số 1, số 2, số 3. Ai biết. Mời bạn Quỳnh Chi. Em thưa có công thức thứ 3. Nên rõ ràng rồi đấy, công thức thứ 3 đấy. Mời ta thử lịch. Dạ, yeah. Con mới dành để tài năng em sai đấy quá. Đúng không? Yeah, dạ, con ngành thức suy nhiêu là được. Vậy bây giờ tao viết này. Tao viết này. Dạ. Yeah. Đấy nha. Yeah. Từ dưng cậu bạn này bỏ ớ ẩn trước ngơ ngỡ thật. Không anh tôi xuống nhớ được. There are hearts. There are hearts. Thế mẹ vào. Có những hình trái tim. Nhưng ở đây có bạn này thế là there are many hearts. Có nhiều hình trái tim được. Thế many này vào được.
có bàn thêm một cái số nào đó 5, 6, 7 chứ đừng tưởng cũng được, miễn rằng là phải có dễ a và từ hạt này cho nhiều, có nhiều trái tim. Tương tự như vậy sáng phần sức khỏe, sáng phần sức khỏe có nhiều hình vuông, ta cứ áp dụng vào there are square, đó there are square là được. Có những hình vuông, có những hình vuông, có bạn lại bỏ là there are many square, có nhiều hình vuông được, mà không bỏ many mà chỉ để nó là được, cũng được thôi. Đó. Cuối cùng cũng vậy, có nhiều quả cá thì ta cũng biết là there are oranges, oranges. Nghe rồi, có nhiều quả cá. Có bạn bảo là there are many cũng được, không có many được. Xong, xong danh từ số nhiều. Cái cái mà dễ phân biệt nhất là ta tìm được. Rồi bây giờ các số còn lại, ta đi tìm danh từ không đếm được đi. Danh từ không đếm được nó không dễ tìm. Vậy bạn nào cho cô biết cả cả bạn Hà tái xuống đi. Một bạn này cho cô biết danh từ nào là danh từ không đếm được trong các số còn lại, đâu là danh từ không đếm được? Mời bạn có 6 bạn à. Mời bạn Phương Thảo. Dear teacher, là số 4, số 6. Số 4, number 4. Số 6. Six, hết chưa? Ra ba số chín. À, nói. Số bốn dịch nghĩa là gì em? Là cà phê. Đúng rồi. Số sáu dịch nghĩa là gì em? Là đường. Đúng rồi. Số chín dịch nghĩa là gì? Là trà. À, chính xác. Nếu dịch được nghĩa thì về mở Google và làm mà dịch, được chưa? Vậy câu số bốn, số sáu, số chín ta áp dụng công thức nào để làm? Ai biết đưa tay lên. Biết là cứ mạnh nhăn đưa tay các bạn nhé. Nói sai có sửa, đừng có sợ. Chứ cứ im lặng mài là thanh, nó cứ cu la cu lân đấy. Phải nói nhiều thì chúng ta mới hoạt bát được, mới hoạt ngôn được, mới phát triển cái đầu óc được nhá. Nên đừng có ngài nói sai được. Mời bạn Bảo Lập. Để teacher, ta áp dụng công thức thứ nhất quá. Thứ nhất là cái này không đếm được đấy mà em. Mà nó có số thứ nhất được. Danh từ không đếm được nó phải áp dụng công thức thứ hai. Đấy, lý do đó là em đi sai nhiều đó lắm đấy. Lý do em sai nhiều đó tại em đi sai công thức quá, thiếu cái từ sắm. Đó nó đúng không? Nhưng em kể cả không có sắm được, kể cả không có sắm ở đấy cũng được. Dễ ý cộng danh từ không đếm được cũng đúng. Nha. Đó là danh từ không đếm được là tôi không được bỏ ở ấn tượng, bỏ ở ấn tượng sai ngay. Có ít đường, Jerry sugar cũng được, Jerry some sugar cũng được, Jerry much sugar được, much thì nhiều. Đó. Vậy có nhiều, nếu mà có nhiều đường cũng phải là dùng Jerry. Nên từ đó ta dùng công thức số 2. Công thức số 2 thì ta sẽ áp dụng sẽ là Jerry. Đó, ta bỏ xong vào cũng được. Có một ít cà phê. Yeah, some coffee. Coffee. Chứ từ vẫn gặp bằng cà phê bây giờ có ớ. Vô đấy mới được. Là sai một cái đúng không? Rồi, sugar. Thì là này sẽ là there is some sugar hoặc mát sugar được. Có nhiều đường cũng được. Mà mát dù là nhiều nó cũng phải ở suy. Vì đánh từ không đếm được luôn luôn ở suy. There is mát sugar. Có nhiều đường. Đó. Rồi có ít trà. Là này có ít trà thì là there is something. Đó. Vậy này, thứ nhất này. Ngôi sao oval là hình oval, rồi là triangle hình chữ nhật, apple quả táo. Thì đấy là danh từ đếm được. Nhưng mà sau nó không có s. Sau nó không có s chứng tỏ đó là danh từ đếm được ở dạng số ít. Mà ở dạng số ít thì ta phải áp dụng công thức số 1 để mà làm. Tức là dễ y cộng với ớ hoặc ấn trước nó này. Rồi mới lấy danh từ số ít đó vào. Nhớ, có một cái gì đó. Nên bây giờ cụ thể ta làm thôi. Mà ớ là cộng với danh từ bắt đầu bằng phụ ấm. Còn ấn là cộng với danh từ bắt đầu bằng chữ cái người đớp. Đấy.
Bây giờ này có một hình sao thì ta sẽ nói là there is a star. Đơn giản thôi. Bởi vì star này bắt đầu bằng phụ âm đấy, thì ở đây ta phải dùng ở một. Một cái hình sao. Có một hình sao. Rồi câu số 2. Oval. Oval là cái hình oval. Mà oval này bắt đầu bằng nguyên âm thì ta phải bắt đầu phải dùng ấn. Thế là there is an oval. Có một tí hình oval. Yeah. Thế Bình Huy, tắt mic cho cô. Tiếp tục triangle là hình chữ nhật. Bây giờ hình chữ nhật là bắt đầu bằng phụ âm thì ta cũng dùng là there is a triangle. Triangle. À, có một hình chữ nhật. Tương tự bây giờ là có một quả táo. Có một quả táo. Thì ta sẽ nói là there is apple bắt đầu bằng nguyên âm nên ta dùng ấn. An apple. Trả lời có thầy quá khó. Hả? Dành tư ta học rồi nè. There is a tiệt tử cố nói cho các bạn luôn nè. Có công thức đàng hoàng luôn nè. Chỉ cần các bạn chịu khó lắng nghe, chịu có tư duy một tí thì về nhà hầu như không bị nhầm. Chỉ có những bạn làm hơi hợt, làm hơi hợt cho sóng bay cho nhánh, nghĩ nó dễ quá, hoặc là thế này thế nọ, hoặc là không để tâm đến bài. Chứ còn nếu bạn nào mà thật sự để tâm đến bài thì điểm 8, điểm 9, điểm 10 không quá khó. Nếu những bạn điểm có thấp, nhưng bạn sai nhiều, nhưng bạn không làm, nhưng bạn điểm quá thấp thì chúng ta phải để ý. Còn không làm hay là về nhà là lại càng tề được. Tha sai nhiều còn hơn là không làm. Đó là bài hôm trước. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng công thức dễ ý dễ á trong thời gian ngữ pháp mới. Các bạn nhớ nè. Và áp dụng hoàn toàn rộng như thế này. Nên tỉ nửa sáng cái công thức đó, sáng cái dàn đó, chúng ta phải lưu ý cái kiến thức cũ này để mà áp dụng sáng kiến thức mới. Các bạn nhớ nè. Cô đã giảng rất trầm, rất kỹ, giảng đi rồi bây giờ giảng lại rồi. Nên là phải lực đã chú ý cho cô. Bây giờ ta đi vào bài mới. Lesson 11. Now you write your new lesson. Cả lớp thả tay xuống đi. Các bạn ghi một bài. Và bạn nào ghi xong chúng ta giơ tay lên. Nhanh tất cả bạn ghi nhanh đi.
Một bàn chụp cái phần này đưa lên nhóm cho cô ấy, đi Trần thì lên nhóm mọi người đi tiếp. Từ sáng tưng cho lái một là các ai ghi sáng trước là chụp cho cô lên cái nhóm lại để như những bàn bị trầm của ta có cơ hội để đi trên đó, chứ không cần lời ngồi chơi là lâu lắm. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai cái từ để hỏi. Hai cái từ này gọi là từ để hỏi. Từ để hỏi là gì? Từ để hỏi là từ đứng đầu câu hỏi và dùng để hỏi về thông tin. Từ how many và từ how much đều có cùng nghĩa. Nó đều có nghĩa là bao nhiêu. Hai cái từ này, hai cụm từ này, nó dùng để hỏi về số lượng. Các bạn nhé. Cả hai từ về số lượng. Đây là một nhé, ta ghi một nhỏ cho cô, không phải là hai nhỏ. How much, how many? Ta đọc là how many, how many, how much, how much, how much. Là có bao nhiêu? Vậy thứ nhất ta học về cái từ để hỏi là how many. Bây giờ muốn nói là có bao nhiêu người, có bao nhiêu quyển sách, có bao nhiêu người trong gia đình bạn, có bao nhiêu quyển sách ở trong cặp, có bao nhiêu học sinh ở trong trường, có bao nhiêu quyển vở ở trong sách ở trong cặp, rồi là có bao nhiêu quyển sách ở trên giá, có bao nhiêu cây ở trong vườn, vân vân. Thì chúng ta phải hỏi câu là how many cộng với danh từ số nhiêu. Nhớ chứ cô nè, nhớ nhá, ranh ký nhớ này. Cứ có how many là sau đó luôn luôn phải có danh từ số nhiêu. Mà danh từ số nhiêu là gì? Ta đã học rồi nè. Thường là thế mệt nè, hoặc é ẹt nè, hoặc bất quy tắc nè. Có 6 cái quy tắc chuyển danh từ sang số nhiêu rồi nè. Và sau đó là có bao nhiêu. Yeah, đó là câu hỏi. Ví dụ này là có bao nhiêu quyển sách thì ta hỏi ta sẽ đặt câu hỏi thế nào cả lớp? How many? How many books are there? Đúng không? Có bao nhiêu cái bút ta hỏi nào? How many pens phải dạng số nhiều. Rồi bây giờ câu hỏi có bao nhiêu người thì ta hỏi nào? How many people are there? À, đúng rồi, phải ở bất quy tắc. How many? Một người là a person, còn nhiều người là people. How many people are there? Đúng không? Rồi, giờ câu hỏi tiếp. Có bao nhiêu người đàn ông? Ta hỏi nào? How many men are there? Có bao nhiêu cây rắn? Ta hỏi nào? How many men? Nhiều mà. How many teeth are there? Yeah. Nhớ nè, cứ sau how many phải cộng với danh từ số nhiều rồi đến are there. Được chưa nè, đó là câu hỏi. Còn câu trả lời thì ví dụ này có một giáo viên, có một học sinh, rồi là có một quyển sách, có một quyển vở, có 5 cái bút, có 10 cái 10 là học sinh, vân vân. Thì sẽ có dạng có một và có nhiều. Nếu là có một thì ta dùng cấu trúc không trược là cấu trúc nào? Ai biết? Nếu một nói có một thì ta dùng cấu trúc không trược mới học là cấu trúc gì? Ai biết cho tay lên. Ai không biết thao tay xuống. 16 bạn đưa tay. Nên ai không biết là tay xuống cho cô nào? À nhánh nào? Có trong lại câu hỏi có. Câu hỏi đơn tên là có bao nhiêu được chưa? Vậy khi chuyển sang câu trả lời có hai cách. Cách thứ nhất là sẽ nói có một cái gì đó. Vậy này có bao nhiêu giáo viên ở trong phòng Zoom này? Trả lời có một giáo viên. Yeah. Vậy có một thì ta sẽ dùng cấu trúc nào để nói? Mà hôm trước cô đã dạy cho các bạn rồi. Mà khi nãy cô nói là phải chú ý để tính lừa con sử dụng nó mà trong đông bài. Mời bạn Khánh Chí nữa. Dear teacher, there is a teacher.
À đúng rồi, nhưng mà công thức cơ mà. Công thức chúng đó, tí nữa mới ví dụ mới trả lời. Công thức chúng là sẽ cùng ít cùng ở hoặc ấn cùng với là dành tư đếm được. À, gồng với dành tư đếm được ở dạng số. Số ít đếm được. À, đúng rồi, đó đó. Vậy khi một nói có một thì ta sẽ nói là there is cộng ớ hoặc ân cộng danh từ đếm được số ít, dịch ra là có một. Phần này học rồi đúng không ạ? Nên nó rất dễ. Nhưng mà nào học rồi không để ý là cũng phải có những cái này cố giảng, bà nào mà nghe kỹ thì tự người ta làm rất dễ. Người ta hỏi này là có bao nhiêu học sinh ở trong phòng Zoom? Trả lời nữa là có nhiều học sinh. Vậy bây giờ có nhiều thì ta không thể dùng công thức này được. Có nhiều ta phải dùng công thức khác. Ai biết nào? Muốn mà có nhiều thì ta sử dụng công thức nào? Ai biết thì giơ tay lên. Cái này có mười giảng đúng không? Cái này có mười giảng. Này trong phần bây câu có mười giảng. Bây giờ tôi rửa mơ nhớ lại mà nói lại thôi. Còn nắm bàn phát biểu. Mời bàn Bảo Lâm nào. Dùng công thức thứ hai con. Đọc lên cho cô. Tôi gọi là trẻ cộng x cộng sắm hoặc mất cộng với dạng tư không đẹp được. Không đẹp được đúng không? Vậy em thấy em sai chưa? Rồi ai có phát biểu khác giơ tay lên nào. Mời bạn Ngọc Tâm. Tiêu tích trở dùng công thức số ba ạ. Rồi vậy công thức số ba là gì? Giá cộng danh từ số nhiều. Đúng rồi. Vậy một nói có nhiều á, có bao nhiêu đó thì ta dùng giá á. Vì có 5 thì ta bỏ số đếm vào 5, 5. Có 4 thì ta bỏ 4 vào mà không có thôi. Thì vứt cái số đếm đi. Ok, thì men đi. À men đi cũng được, có nhiều thì ta dùng men đi chính xác. Có vài ta cũng dùng sẵn được ở đấy được. Nhưng mà sau nó phải cộng với danh từ số nhiều, được chưa nào? Và dịch ra là có nhiều. Nhớ đứng trước này phải dễ á này, á là nhiều, con ý là ít. Đây, vậy khi học về từ để hỏi và câu trả lời của how many thì ta nhớ cho cô ba ý. Ý thứ nhất trong câu hỏi how many đứng đầu câu hỏi và sau how many luôn luôn nhé. Luôn luôn phải cộng danh từ số nhiều. Cứ thấy how many là danh từ phải số nhiều, không bao giờ có ít. Cộng với a vẻ. Câu trả lời thì phân ra hai trường hợp. Nếu có một cái gì đó thì ta dùng dễ y cộng ơ hoặc ân cộng danh từ số ít. Nếu có nhiều cái gì đó thì dùng dễ a cộng danh từ số nhiều. Cụ thể có số đếm mấy thì ta bỏ số đếm vào, không có thì thôi. Đấy à? Có lấy ví dụ này. How many teachers are there in this room? How many teachers are there in this room? Có bao nhiêu giáo viên ở trong phòng Zoom này? Bạn nào trả lời cho cô được nào? Bạn nào áp dụng công thức cửa tên để trả lời cho cô được nào? How many teachers are there in this Zoom? Ai biết thì giơ tay, ai không biết thì hạ tay xuống. How many teachers are there in this Zoom? Cùng ý bạn. Em có. Ừ, nói đi anh. Dạ chức trường, không trả lời là vậy. Chức trường. À, there is a teacher in the Zoom class. In the Zoom class cũng được. Rồi, hỏi có bao nhiêu giáo viên thì chỉ có một thì trả lời là phải dùng cấu trúc số ít, có một. There is a teacher, có một giáo viên. Yeah. Rồi, bây giờ cấu số 2 này, trả lời cho cô này. How many students are there in this room? How many students are there in this room? Cũng chỉ đang nắm bàn có thể trả lời được, nhưng bàn tạ còn chưa trả lời được. Mời bạn Nguyễn Huyền nào. Dear teacher, students. Students. Em nhìn vào đấy cụ thể luôn có bao nhiêu học sinh? Nhìn vào trên cho participant đấy. There are 23, đúng không? There are 23
students hoặc là there are many students. Nào cũng được, không? Sorry, là nên phán tính theo ý nha. Ok, có đang này cô chưa sửa. Để sửa lại, để có sửa lại. Twenty threes, okay? 23. Đó, có 23 học sinh. Vậy bây giờ mời tất cả lớp chúng ta hãy ghi toàn bộ cái slide này vào vở. Bạn nào ghi xong trước chúng ta chụp lên nhóm và ai ghi xong thì chúng ta giơ tay. Ghi nhanh các bạn, những bạn nào xong rồi chúng ta giơ tay nào, ghi nhanh khẩn trương nào. Và ghi nhớ công thức này, bạn nào xong rồi thì đọc thuộc công thức này đó, để chuẩn bị chúng ta sẽ áp dụng làm bài tập đấy. 14, 15 bạn ghi xong, 14 bạn ghi xong rồi.
16 bạn đã nghỉ xong. Tỉnh Anh, Quỳnh Như, Phương Trang, Trung Hoa, Dương Hảo, Thần Trương, Đình Nhã, Xuân Huy. Nhanh nào. Một phút nữa bạn nào không ghi xong thì nhìn lên nhóm để có chuyển sang lại. Khi sang slide tiếp theo, các bạn phải rất để ý vào slide. Bạn nào mà để ý vào slide thì tỷ lệ nhiệm vụ của các bạn rất dễ dàng. Okay. Rồi, những bạn còn lại chúng ta nhìn lên tên nhóm. Now there are six pictures. The first is eraser. The second is girls. The three mouse. Four apple. Five calculator. Six bus. Now you use the structure. Ask and answer the question with how many and there is there are. Bây giờ cô đã cho 6 bức tranh và đã có từ. Đáng lẽ là không có từ nhưng cô cho thêm từ để các bạn cho dễ. Cho dễ làm hơn. Mời từng cặp một sẽ một bạn sẽ đặt câu hỏi với how many và một bạn dựa vào thực tế bức tranh để trả lời hoặc là there is hoặc là there are. Tùy vào từng bức tranh để mà trả lời. Tất cả lớp hạ tay xuống. Mời cả lớp hạ tay xuống. Rồi. Now number one. Who can make question and who can answer? Ở ví dụ thứ nhất, bạn nào có thể đặt câu hỏi? Giơ tay lên nào. Và nhiều phát biểu nhiều lần là tỷ lệ có thưởng điểm đấy nhá. Cô ghi đấy cả này. Ghi ở đấy cho nhớ. Câu dễ là 3 lần và trở lên là sẽ có 10 điểm. Nhá, câu khó là ăn ngay một câu là 10 điểm luôn. Vậy lúc này là Hoàng Tùng rồi này. Rồi ai nữa hay Kiện Vắng rồi này. Kiện Vắng rồi này. Với Khạnh Trí rồi này. Huyên rồi này. Rồi ai nữa hay Phương Thảo à? Phương Thảo còn có. Ai nữa hay? Em Bảo Lấm nữa cơ. À Bảo Lấm đây này. Nó Bảo Lấm phát biểu nhưng mà chứ đúng phải đúng mới được. Ngọc Trầm quá. À, Ngọc Trâm này. Cũng không để thi không cứ giơ tay mà này. Đụng là được, con không đụng là cũng không ăn chi cả, đấy chứ, đụng là được. Rồi, bây giờ câu số 1, bạn nào có thể đặt câu hỏi nào? Ồ, rất nhiều bạn tích cực rồi. Mời bạn Quỳnh Chi đặt câu hỏi. Bạn nào có thể trả lời nào? Bạn nào có thể trả lời nào? Câu số 1. Mười men có. Từ từ. Câu số 1. Mời bạn em. Mời bạn Bảo Lâm trả lời. Rồi, mời đặt câu hỏi trước nào. Teacher, how many eraser are there? Bảo Lâm. Yeah, teacher. There is an eraser. An eraser. Okay. How many erasers are there? There is an eraser. Very good. Trong câu hỏi how many thì eraser phải đưa về dạng phân nhiều. Dù ở dưới này một cục tẩy kệ, nhưng mà trong câu hỏi là khi nào phải phân nhiều cả. Nhớ chưa? Có bao nhiêu cái tẩy? Trả lời. There is an eraser. Yeah. Có bao nhiêu cái tẩy? Có một cái tẩy. Hai bạn đã trả lời đúng rồi. Rồi, Bảo Lâm này, Bảo Lâm được một lần này. Quỳnh Chi. Tiếp tục câu số 2. Nào, number 2. Number 2. Em cảm có. À, các bạn cứ giơ tay đi con để cô sẽ có thể gọi. Mời bạn Cao Trang đặt câu hỏi. Mời bạn là Từ từ. Mời bạn Ngọc Trâm trả lời. Dear teacher, how many roads are there? Dear teacher, there are three girls. Three girls. Okay.
How many girls are there? How many girls? Đã chú ý đọc cả số nhiều nhé. How many girls are there? There are three girls. Okay, good job. Good job, Cao Trang và Ngọc Trâm lần hai. Có bao nhiêu cô gái? Có ba cô gái. Mà ba cô gái là số nhiều nên phải dùng there are. Okay. Now, picture three. Picture three. Make question. À, mời bạn Hoàng Huế đặt câu hỏi. Bạn nào trả lời nào? Từ từ, cứ bình tĩnh. Lê Văn Huy trả lời được à em? Rồi, Văn Huy trả lời. Huế đặt câu hỏi, Văn Huy trả lời. Rất tốt. Vậy là câu hỏi em. Mình đi máu. À, dè. Em đọc lại có nghe nữa. How many mouths are there? Ok. Rồi Văn Huy trả lời nữa. There is a mouth. There is a mouth. Ok. Bạn nào Huy thì hỏi là how many mouths are there? Bạn Huy thì trả lời là there is a mouth. Bây giờ câu hỏi mà bạn nào đúng, bạn nào sai? Bạn nào đúng, bạn nào sai? Em Cao Trang. Nói được luôn đúng không? Có. Mời bạn Hoàng Tùng. Bạn nào đúng, bạn nào sai? Em có. Rồi, câu hỏi tiếp, Tiền Văn. Em thưa cô là cả hai bạn đều sai. À, rất tốt. Cô đã cố tình là vằn vèo câu hỏi bạn nào đúng, bạn nào sai rồi. Nhưng mà Kiện Văn vẫn trả lời rất hay. Cả hai bạn đều sai. Vậy bây giờ Kiện Văn sửa cho cô nào. Nếu câu hỏi thì phải hỏi nào. Câu hỏi sẽ là how many miles are there? Rồi, câu trả lời nào. Trả lời là there is a mouse. There is a mouse. How many mice are there? Huế không biết cái phân là đánh cho số nhiều không đổi, em có tham gia học hay không. Một con chuột là a mouse. Nhưng bây giờ sau how many thì phải đánh cho số nhiều. Mà con chuột là bật quy tắc, nhiều con chuột là mice chứ không phải máu nữa. Mice. How many mice are there? Có bao nhiêu con chuột? Và câu trả lời là có một con chuột thì phải đưa về số bình thường. There is a mouse. Một con chuột ở đấy Huế này. Bắt đầu bằng phụ ấm thì làm nào mà ấn được, đúng không? Nên Huy mà trả lời là there is a mouse là đúng. Bên Huy này tiếc, rất tiếc là lại trả lời là there is a mouse là sai. There is a mouse. Chỉ trả lời ấn khí đựng được nguyên âm thôi. Bạn Kiện Văn đã phát hiện rất chuẩn nên cô cho Kiện Văn luôn, hẳn luôn 10 điểm, không cần để lần tiếp theo nữa. Kiện Văn thưởng 10 điểm. How many mice are there? There is a mouse. Now number 4, who can make question? Cô rất thích những bàn mới nữa nào. Em Cao Trang cô. Xem những cạnh tay mới nữa nào. Cứ mạnh dạn đi. Được là đã có điểm, con không được thì thôi. Nổ ngắn chứ cả. À, mời bạn Thùy Dương. Thùy Dương đặt câu hỏi và tiếp tục cho cơ hội Văn Huy trả lời. How many apples are there? Huy trả lời em. Thúy ơi, em trả lời đi. Đâu rồi? Em thay áo đấy chứ phải có. Áo mất rồi à? Rồi, bây giờ với bạn khác, có bạn nào mượn đấy không? Ai trả lời được? Có, Ngọc Trâm. Em Cao Trang cơ. Có, mời bạn Tuấn Anh. Bạn Tuấn Anh. There is five apples. There is five apples. Rồi, bạn... Thùy Dương đặt câu hỏi là how many apples are there? Con Tuấn Anh trả lời là there is five apples. Một bạn nhận xét câu trả lời của hai bạn cho cô. Mời bạn Khánh Chí nhận xét nào. Ôi, có bạn Tuấn Anh trả lời là không có. Con Tuấn Anh trả lời là there is five apples. Dear teacher,
Văn Tuấn Ánh trả lời sai rồi. Ừ, trả lời sai. Vậy em sửa lại thì em sửa thế nào? Em sửa lại là there are five apples. Ừ, there are five apples. Apples, apples, there are five apples. Rồi bạn đặt câu hỏi thì đã đúng chứ? How many apples are there? Bạn đặt câu hỏi đúng rồi cô. À, ok. How many apples? Ta chủ yếu đọc âm đuôi cho cô nhé. How many apples are there? There are five apples. Tuấn Ánh cũng đã nói được phải rồi, nhưng mà lại dễ ý mất đấy. Ý là số ít chứ em, đúng không? Còn số nhiều của nó phải là A. Khi nào số ít thì mới dùng is. Số nhiều là phải dùng A. Có bao nhiêu quả táo? Có 5 quả táo. Rất tốt, nãy giờ đã có rất nhiều bạn xung phong. Lớp táo hôm nay rất tốt. Cô đã thẩm kế ở đấy là có đến 13 bạn xung phong rồi. Nào, number 5. Number 5. Cao trang cơ. Calculator, calculator, calculator. Ta chú ý đọc cái từ này cho chuẩn với cô nhờ. Không tỉ nữa đọc phải đấy. Calculator, calculator. Số nhiều của nó này. Calculators, calculators, calculators. Rồi, mời một bạn đặt câu hỏi. Mời em cao trang cơ. Đặt câu hỏi nào. Mời bạn Phương Thảo đặt câu hỏi. Mời một bạn trả lời. Nâng dẫn đi cơ. Bạn trả lời. Thôi cho bạn Tuấn Ánh cơ hội trả lời tiếp. Để sửa sai. Phương Thảo nào. How many calculators are there? Ok. Nào Tuấn Ánh nào. Tuấn Ánh áo mất rồi này. Ai đâu bấm bật được. Rồi mời bạn à. Học trò mới có. À, mời bạn Ngọc Trâm nào. Dear teacher, there is a calculator. À, there is a calculator. Bạn vừa nói là bạn Phương Thảo đúng không? Phương Thảo vừa đặt câu hỏi là how many calculators are there? Và bạn đọc âm đuôi rất tốt. Câu trả lời của bạn Ngọc Trâm là there is a calculator. Very good. Vậy Phương Thảo đã phát biểu được 2 lần. Ngọc Trâm đã phát biểu 2 lần đúng. Ok, qua đặt. Nào, the last question. Có. Em cao trang. Số nhiều của nó là buses. Em bằng hướng cho cô. Em cao trang cô. Đặt câu hỏi nào, make question. Những bạn khác nữa đó. Những bạn khác. Con. Đám anh men lên cứ. Mình học cảm cô. Em cao trang cô. Chứ lặng nữa. Ba cổ ơi. Có. Nói đi em. Cái này em được 3 lần nữa mà cô. À, bà lân ở đấy, 2 lân đúng em à. Nhìn vào đấy thì có 2 lân đấy rồi. Mời tiếp theo, mời bàn tiếp theo. Trang có. Mời bàn Quỳnh Chi đặt câu hỏi. Nào, trang đi con. Quỳnh Dương. Không trả lời chứ con. Trang tham lá. Trả lời khi cô đã gọi đó thì đừng có nói nữa nhé. Quỳnh Chi đặt câu hỏi, Thùy Dương trả lời. Dear teacher, how many birds are there? There is calculator. Oh no, cô sẵn em ạ. Cô sẵn rồi, cô nắm không? Trả lời được chưa em? There is a bird. There is a bird. Bạn nào đặt câu hỏi hay? Quỳnh Chí à? Cô vừa gọi Quỳnh Chí đặt câu hỏi đúng không? Thùy Dương trả lời đúng không? Quỳnh Chí đặt câu hỏi là how many bars are there? Thùy Dương trả lời. Rồi em đọc lại đúng không? À rồi, Thùy Dương trả lời nào. There are 3 bars. There are 3 bars. Mời một bạn nhận chép. Mời bạn Nguyễn Huyền nhận chép nào. Em thử cố là cả hai bàn đều sai. À, rồi, vậy em đọc lại câu hỏi nữa. How many buses are there? Rồi, câu trả lời. There are 2 buses. Đúng rồi, đoạn này cho nhiều là phải bắt buses. Thế mẹ phải đọc buses. How many buses are there? Chúng thể là how many bus được. How many buses are there? There are 2 buses. How many buses are there?
There are two buses. Okay. Này. Vậy là bạn Huyên thấy một dấu này. Còn những bạn này trả lời nhưng mà chưa đụng nên là chưa có dấu nhé. Bây giờ nhiệm vụ cả lớp như sau. Nhiệm vụ của cả lớp chúng ta đó là ghi lại câu hỏi và câu trả lời đối với 6 bức tranh này. Lúc này cô đã xấu ra rồi. Bây giờ chỉ là nhớ lại mà ghi lại nữa là được thôi. Và nộp riêng cho cô để cô chấm điểm. Cô xem các bạn ghi nhớ đến đâu và hiểu bài đến đâu. Và chấm điểm cơ hội để lấy 10 nữa nào. Cả lớp và Hà tái xưởng và làm bài đi. 6 câu trong vòng 10 phút các bạn chép lại. Có hiểu nội dung các bạn? Có ạ. Cứ mỗi mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó là đặt câu hỏi và câu trả lời. Đấy, cô đã ghi cái này rồi, ghi nhớ và ghi lại đó. Có nhưng mà cả mẹ mau nào mà chụp cơ. Thì em phải nhắn tin cho cô. Em viết thẳng cho cô luôn. Em hiểu dạ. Không? Dạ. Vậy đúng 9 giờ 10 là chúng ta phải nộp bài cả rồi nhé. Ôi. Ừ, nói đi em. Sorry, em biết số 3 được không cô? Được.
của Phương Thảo là sai cái ý trả lời của câu 1. Sai ý trả lời của câu 1. Con lừa đúng cả rồi. Cho bạn 9 điểm. Của Nguyễn Huyên. Của Nguyễn Huyên đúng cả rồi, 10 điểm. Của bà là Cao Thị Trang. Cao Trang đúng cả rồi. À có câu 6. Câu 6 em ghi chưa đủ à, em chụp cô chưa thấy đủ em đấy. Em chụp phía dưới cho cô xem. Ở Cáo Trang câu 6 chưa đúng. Cả câu hỏi và câu trả lời chưa đúng. Tạm điểm. Của Hoàng Tùng. Hoàng Tùng hắn chạy chậm quá. Chưa định được, chưa load trình được. Có nhận xét của Hoàng Tùng.
Của Hoàng Tông đúng cả rồi, 10 điểm. Của Kiện Văn. Kiện Văn câu trả lời của có 1 chưa đủ. Con lừa đụng cả rồi, 9 điểm. Ôi em Việt rồi, quá như này là Việt Nhân quá. Của Dưỡng Hảo. Nên hôm sau phải cẩn thận, chú đạo. Dưỡng Hảo là câu hỏi 1 chưa đúng câu trả lời rồi. Câu hỏi 2 chưa đúng câu trả lời 2 chưa đúng. Câu hỏi 3 chưa đúng. Nói chung là mới đúng được câu trả lời 1, câu trả lời 3. Con người chưa đúng. Của Dưỡng Hảo là mới phá điểm em đó. Câu em gửi cho câu xong rồi. Của Bảo Lâm. Bảo Lâm chụp lại cho cô ghi số thứ tư đàng hoàng. À thì cô mới đang mới nhận xét được. Cái câu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 nhá. Chụp lại nè, cho cô chưa chậm. Của Thuy Dương. Về tập chúc cẩn thận để các bạn đừng có cầu thả quả. Thuy Dương là câu hỏi 1 chưa đúng. Câu hỏi 2, à, nói chung là đúng được câu trả lời 1 này. Đúng câu hỏi 3, câu trả lời 3. Đúng câu trả lời 4. Đúng câu trả lời 5. Còn lại cả thử khác chứ đúng 5 điểm. Của Ngọc Trâm. Câu 1 sai, câu 2 sai, đụng câu, đụng câu 3 đụng, câu 3 là đụng cả, câu 4 sai, câu 5 đụng câu trả lời. Vậy là Ngọc Trâm mới đụng được có 3 câu, 3 điểm, 3 ý, 3 điểm. Cô Quỳnh Chí. Quỳnh Chí đụng cả rồi, 10 điểm. Của Văn Huy. Văn Huy, câu 1, đụng câu trả lời 1. Đụng câu 3. Đụng câu trả lời 5. Con nửa sai hết. 3 điểm. À, Lam Phương. Lam Phương câu 1 sai. Câu 2 đúng. Câu 3 đúng. Câu 4 đúng. Câu 5 cái câu trả lời sai. Vậy là Lam Phương trái câu 1 và câu trả lời 5 được đó. 7 điểm của Lam Phương, 7 điểm. Rồi, của Khánh Chi. Ừ.
Rồi, Khánh Chi đụng cả rồi, 10 điểm. Đấy. Nhanh, hết giờ rồi các bạn ơi. Hết giờ rồi. Khẩn trương nộp bài ái nộp. Chó đụng 1 phút nữa ái nộp thì có điểm. Ái không nộp là không có điểm đâu. Của Tuấn Ánh La mới chỉ đụng được câu trả lời 1. Câu trả lời 3. Câu trả lời 5. Mới đụng được 3 cái câu trả lời đó. 3 điểm. Rồi bây giờ cô trường và cô cho các bạn check lại bài. Mà sau khi cô đã xấu lại bài thì không còn điểm, không còn giá trị nữa. Nha. Nó các bạn đã hỏi rồi nè, cố giảng rồi nè, cố đã cho kết quả rồi nè, bây giờ ghi nhớ để làm lại và hiểu để làm lại. Mừng nó làm được, rất nhiều bạn chưa nộp bài, nhưng bạn nộp bài rồi thì sai cũng rất nhiều, nên là cái hiểu bài của các bạn, tập trung của các bạn là vẫn đang nó chưa ổn. Bây giờ cố xấu lại này, ai sai chỗ nào sửa này. Câu số 1, cô đã nói rồi, sáu háu mới đi. Là luôn luôn phải dành từ số nhiều mà. Giữa mà có bàn vẫn cứ eraser để nguyên. Háu mới đi eraser không có ẹt. Phải có ẹt chứ. Con cấu trả lời eraser bắt đầu bằng nguyên ấm thì phải ấn chứ. Giữa mà có nhiều bàn là vẫn ở eraser. À, how many erasers are there? Có bao nhiêu kê cục tẩy? There is an eraser. Có một là ta phải dùng there is. Câu số 2. Câu số 2. How many girls are there? Có bao nhiêu cô gái? Từ girls này ta phải thêm mẹ. Có như nào là 1, 2, 3. Có 3. Vậy 3 là số nhiều. Như vậy là there are 3 girls. Mà số nhiều thì phải nhắn tới phải thêm mẹ. Chắc là để nguyên mới được. À. Rồi tiếp theo. How many mice? Có bao nhiêu con chuột? Lúc này đã chầm chạp để các bạn xem thôi mà cuối cùng là người khác. How many mice? So nhiều là bao nhiêu con chuột? Có bao nhiêu chuột? Có một con chuột phải là there is a mouse. Tiếp tục có số 4. How many apples? So nhiều. Trả lời. There are 5 apples. So nhiều là phải thế mẹ. Rồi câu số 5. How many calculators are there? Calculators. Mà Tuấn Ánh không biết. Rõ ràng không thức có đấy rồi mà em được. How many calculators? Mừng nó thấy mệt. Nhưng sao đến gọi nó có á ghé chứ cả. Không biết Tuấn Ánh ghi ở đâu. Thế đấy chứ không thức. Ta vừa làm đấy mà. Các bạn vừa luyện tập đấy mà. Mà cuối cùng Tuấn Ánh gửi rơ rơ. Trả lời. There is a calculator. Có một cái máy tính. Câu số 6. How many buses? Phải số nhiều. Có bao nhiêu cái xe bị từ sau how many là dành từ số nhiều. There are 2 buses. Vậy vừa rồi chúng ta vừa luyện tập xong cái cấu trúc với hỏi và trả lời với how many. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái cấu trúc bé nhỏ, đó là hỏi và trả lời với how much. How much nó khác với how many chỗ nào thì ta chú ý. Đối với how much ta cũng dịch ra là bao nhiêu, đó là giống với how many. Nhưng how many thì phải cộng với danh từ số nhiều để được. Con sáu how much bao giờ cũng cộng với danh từ không để được. Khi nào cũng cộng với danh từ không để được cả. Và ở dạng số ít, nó không bao giờ cộng danh từ số nhiều. Và vì số ít nên sau này là phải easier. Đây. Có bao nhiêu được? How much water is there? Rồi câu trả lời thì cùng chỉ có một dạng trả lời thôi. Đó là there is. Có một ít thì there is some. Có nhiều thì có there is much. Rồi cộng danh từ không để được. Có ít nữa là there is some water. Có nhiều nữa là there is much water. Ví dụ. How much water is there? How much water is there? Có bao nhiêu nước? Trả lời. There is some water.
Yay some water. Yari some water. Có một ít nước. How much milk is there? There is much milk. Phần này là how much? Cô bị việt short. Có bao nhiêu sữa? Trả lời có nhiều sữa. Mời cả lớp chúng ta ghi cái slide này vào vở. Cả lớp chúng ta hạ tay xuống đi. Ai ghi xong từ thì chụp slide đưa lên nhóm. Và ghi xong thì chúng ta giơ tay lên. Mười một bạn đã ghi xong, những bạn còn lại khẩn trương đi. Bạn nhớ cho cô này, khi muốn hỏi có bao nhiêu cái gì đó mà là danh từ không đếm được thì ta phải dùng how much, tuyệt đối không được dùng how many. Tức là how much sẽ cộng với danh từ không đếm được, cộng với is there, đó là câu hỏi. Còn câu trả lời thì khi nào là there is, cộng với some nếu là it, cộng với much nếu là nhiều, rồi sau đó cộng với danh từ không đếm được. Mà là danh từ không đếm được thì đằng sau là tuyệt đối không có e, không bao giờ có số nhiều mất ạ, nó luôn luôn số ít. How much water is there? There is some water. How much milk is there? There is much milk. Luôn luôn là dễ ý cả. Có bao nhiêu nước? Trả lời có một ít nước. Có bao nhiêu sữa? Có nhiều sữa. Yeah. Nên là cô đã bảo rồi, cả lớp phải ráng tập trung nghe giảng để chúng ta là hiểu được cái vấn đề, ghi nhớ được cái vấn đề. Những bạn nào tập trung nghe giảng là lúc này nó ra được cả. Đó. Phải ghi lại được, phải ghi nhớ được.
nhưng bạn khá khẩn trương. Bạn đã khẩn trương nào? 15 bạn rồi. Còn Tùng Hoa, Lan Phương, Khánh Chi, Kiến Văn, Huế, Hoàng Tùng. Nhanh đi các bạn. 19 bạn rồi. Còn Hoàng Tùng, Huế và Tùng Hoa. Rồi bây giờ hai bạn chúng ta nhìn nó nhỏ để ghi nhé. Now look at the picture. You make your question and the answer with picture 1, 2 and 3. Tương tự như lúc nãy how many. Bây giờ mời từng cặp đôi chúng ta sẽ đặt câu hỏi và câu trả lời với how much. Bức tranh thứ nhất là sugar, sugar. Bức tranh thứ hai là milk. Bức tranh thứ ba là tea. Nào, cả lớp thả tay xuống cho cô. Nhanh. Thần tượng chúng ta hạ tay xuống rồi. Bạn nào đặt câu hỏi được với câu số 1, bức tranh số 1, giơ tay lên. Em cao trang cô. Đặt được câu hỏi với bức tranh số 1 thì giơ tay lên. Bạn nào chưa đặt được thì hạ tay xuống. Mời bạn Khánh Chi đặt câu hỏi. Bạn nào trả lời được giơ tay lên. Sao trả lời được? Bạn nào trả lời được giơ tay lên. Em có. Em mới gần Huy đâu. Rồi Khánh Chi hỏi em. Dear teacher, how much sugar is there? Vậy trả lời nào. There is much sugar. Ok, good job. How much sugar is there? There is much sugar. Good job. Cả hai bạn đều đúng rồi. Vậy là Khánh Chi đã trả lời được hai lần đúng. Huế đã trả lời được một lần đúng. Now, picture 2. How much sugar is there? Có bao nhiêu đường? There is much sugar. Có bao nhiêu đường? Yeah, picture 2. Mời đặt câu hỏi nào. Mời bạn à. Phương Thảo có. Cứ bình tĩnh, cô xem có bạn nào mới không nào. Mời bạn Thùy Dương đặt câu hỏi. Thùy Dương hạ tay ra. Em cao trắng đặt câu hỏi có. Mời bạn à. Em Bảo Lâm đặt câu hỏi. Ngọc Trâm đi cô, Ngọc Trâm đi lên. Bảo Lâm đặt câu hỏi. Dear teacher. Mời bạn từ từ. Chờ cô. Ngọc Trâm. Đếm. Mời bạn Thùy Dương trả lời. Dear teacher. Khoan, từ từ để bạn hỏi đã. Dear teacher. How much milk is there? Trả lời nào. There is milk. There is some hay là mát? There is some milk. Okay, good job. How much milk is there? There is some milk. Có bao nhiêu sữa? Có một ít sữa. Rồi, vậy bạn Bảo Lâm đã trả lời hai lần đúng. Bạn Thùy Dương đã trả lời một lần đúng. Number three. Học rắm hỏi đi có. Mời bạn à. Học rắm hỏi đi có, học rắm. Bình tĩnh nào. Mời bạn Cao Trang đặt câu hỏi. Mời bạn à. Cao Trang đặt câu hỏi rồi. Mời bạn Hoàng Tùng trả lời. Dear teacher, how much tea is there? Hoàng Tùng trả lời nhanh em. Dear teacher, there is much tea.
There is much tea. Okay. How much tea is there? There is much tea. Có bao nhiêu trà? Trả lời. Có nhiều trà. Có bao nhiêu trà? Có nhiều trà. Vậy Hoàng Tùng có hai câu trả lời đúng. Cao Trang có hai câu trả lời đúng. Bây giờ mời tất cả các bạn ghi lại cho cô ba câu trên ở dàn câu hỏi và câu trả lời vào vở trong vòng 5 phút để lại điểm tiếp. Ba câu trong vòng 5 phút để lại điểm tiếp. Em vẫn gửi như này chứ có. Rồi lấy điểm nào, thí nhau lấy điểm 10 nào. Vậy trong buổi này cô sẽ thưởng cho các bạn sau điểm này. Bạn Kiện Văn là được con 10 luôn rồi nè. Là vì đã xử lý được cái tình tinh của rất tốt nè. Hoàng Tùng là 1, Khánh Chí là 2, Huyền là 3, Phương Thảo là 4, Ngọc Trâm là 5, Bảo Lâm là 6, Cao Trang là 7. Được thưởng thêm một con 9. Bạn Quỳnh Chi là 1, bạn Huế là 2, bạn Thùy Dương là 3. Được thưởng lên thêm một con 8. Có. Rồi, bạn Văn Huy và bạn Tuấn Anh tích cực phát biểu. Tuy nhiên chưa đúng, cô vẫn biểu dương tinh thần. Đó là thưởng mỗi bạn 7 điểm về tinh thần phát biểu. Tính nữa nhớ điểm để mà ghi lại điểm nè. Mỗi bạn cứ ghi lại điểm để tính nữa mà nửa điểm nè. Nhá. Đó là định thưởng. Từ nãy cô sẽ áp dụng điểm thưởng để tăng cho các bạn mà tích cực là học bài. Nên cô mong trong buổi sau sẽ nhiều bạn phát biểu hơn nữa để cho bài chúng ta là được thành công hơn và các bạn phải ghi nhớ được hơn. Nói như Tuấn Ánh với La Văn Huy dù chưa trả lời được nhưng mà rất tích cực, cô vẫn như thưởng điểm. Buổi nay của chúng ta là đã buổi thứ 11 rồi. Còn 9 buổi nữa là khá tá sẽ kết thúc cái khóa học thứ nhất. Đúng có 9 buổi nữa là kết thúc khóa học thứ nhất. Mà cứ mỗi khóa học như vậy là cô sẽ tổng kết một lần, tổng điểm một lần cho các bạn. Mà tổng điểm một lần các bạn thì những bạn đạt vào top 4, 1, 2, 3, 4 thì sẽ được nhận phần thưởng của cô. Phần thưởng đó là bằng 10% cái tiền học phí các bạn đóng vào thì sẽ được là tích về cái phần thưởng bằng 10% đó. Là các bạn phải được nhận về cả 4 bạn bằng nhau luôn, 1, 2, 3, 4. Đến là bạn nào càng nhiều điểm và điểm càng cao thì sẽ có cơ hội được nhận phần thưởng càng cao. Và nhiều anh chị nhiều quả là luôn luôn là được nhận thưởng từ cố rồi đấy. Kể cả học Easy Class đúng không? 2 tuần vừa rồi liên tục câu sớ chỉ có một bàn đó là chị của bạn Ngọc Trâm, nó đều lọt vào top 3 cả, là đều thưởng được thưởng từ cô đó, được nhận phần thưởng. Nên là con tuần này và tuần sáu nữa để cô sẽ là tổ chức cái xếp hàng đó. Bàn tích bàn, những bàn nào tích cực học thì vào tổ nó sẽ được thưởng. Con sáng bắt đầu sáng thân chị đi trở lại để các bạn từ học bình thường trong Easy Class từ học như thế, bởi vì vào đó là các bạn học nhiều mốt không thể tổ chức trực tiếp được. Nhiều bạn đã nộp bài, bây giờ cô nhận xét bài này. Có bạn Bảo Lâm. Bảo Lâm nộp trái bài rồi đấy. Em nộp đúng đấy mà có. Bài bài 6 giờ bài này mình bài này là cô chưa rồi mà. Bài này này, bài đang diễn đấy này. Bài này có chưa đấy mà. Rồi hôm nay đã em gửi lại. Đó là gửi lại, còn bây giờ bài này chấm điểm là chấm điểm bài này. Nguyễn Thị Huyền. Đúng cả rồi, 10 điểm.
Phương Thảo. Đúng cả rồi, 10 điểm. Bạn Phạm Đông. Phạm Đông đã có kết quả đúng không? Phạm Đông đúng cả rồi, 10 điểm. Cao Trang. Cao Trang đúng cả rồi, 10 điểm. Huế. Đúng cả rồi, 10 điểm. Quỳnh Chi. Đúng cả rồi, 10 điểm. Lan Phương. Lan Phương ơi, cái bài này này, bài 3 câu này không phải bài 6 câu được đâu. Bài 6 câu đó có chưa rồi. Nên là phải gửi bài 6 ấy, bài 3 câu đi này, viết lại 3 câu đi này. Viết lại đi. Kiện Văn. Đúng cả rồi, 10 điểm. Kiện Văn chú ý phải có dấu chấm hỏi nhá. Câu hỏi đó phải có dấu chấm hỏi, ví dụ dấu chấm hỏi vào. Hoàng Tùng. Đúng cả rồi, 10 điểm. Hạnh Chi. Đúng cả rồi, 10 điểm. Thôi, cái lúc cái này các bạn trả lời em nghe rõ có. Trả lời nếu em không nghe rõ thì vẫn cứ có hình ảnh của cô xấu trên đấy mà. Cô đã chịu trên đấy mà. Rồi xong đây là kết thúc em ạ. Xong phần này là kết thúc. Rồi Ngọc Ánh. Nhóm hôm nay các bạn ở lại để lấy điểm nhá, không tuyệt đối không ai ra trực mà, không ai thoát trực mà nữa. Ngọc Ánh đúng cả rồi, 10 điểm. Ok. Ngọc Trâm đến chiều cầu em đấy. Đinh Nhán đang ghi lên trên em. Bạn Đinh Ám là cái câu hỏi của câu 1 nó chưa được. Câu trả lời thì chấp nhận sẵn được. Rồi của Đinh Ám là 8 điểm. Văn Huy. Văn Huy đúng cả rồi. Nhớ dấu chấm hỏi trong câu hỏi nha. 10 điểm. Các bạn có đã nói là ranh tập trung mà nghe cô giảng. Lấy điểm 10 rất là dễ. Thôi bây giờ cô lấy điểm. Cô ơi em đâu chưa có mà cô chưa đọc quá. Thế nào? Dưỡng nào quá. Dưỡng nào. Dưỡng nào đúng cả rồi, 10 điểm. Ngọc Trâm. Ngọc Trâm đúng cả rồi, 10 điểm. Rồi bây giờ cô lại điểm đọc án nhá. À này, câu này này, chú ý là này, ai chưa nộp được thì chú ý này. How much milk is there? How much sugar is there? Có bao nhiêu đường? There is some much sugar, có nhiều đường. Câu số 2. How much milk is there? Có bao nhiêu sữa? There is some milk, có một ít sữa. Câu số 3. How much tea is there? Trả lời, there is much tea. Đấy, có nhiều trà. Đây là bài tập về nhà. Mời các bạn chụp màn hình đưa lên trên nhóm giúp cô. Cô sẽ giải thích. Bài tập về nhà, ở đấy là có 10 cái danh từ, được chưa? 10 danh từ. Có thể là danh từ số ít. Có thể là danh từ số nhiều. Có thể là danh từ không đếm được. Vậy bây giờ ta áp dụng câu hỏi với how many và how much. Hỏi cho tất cả các từ này và ghi câu trả lời. Câu 1 thì đặt câu hỏi với từ nào rồi trả lời. Câu 2 thì đặt câu hỏi thế nào trả lời. Tức là dùng how much hay how many để hỏi đấy. Câu 3 thì dùng cái gì để hỏi câu 4. Ta có hiểu không? Hiểu cái nhiệm vụ vậy nhá. Có. Hoàn toàn giống như hai cái công thức này đấy, đúng không? How much gì đó. Có em gửi khi nào để mình đi chậm có.
À rồi. Đây. Đây đây, ở đây có chó tư đây này. Thì ta phải đặt là how many. Đến được thì phải how many. Và trả lời chỗ ý thì là there is. Rồi câu số 2 cũng phải là how many. Nhắn từ đếm được là cứ phải hỏi how many. Và có chỗ nhiều là there are. Nhưng mà bên này tiếp tục. Anh thức không đếm được. Anh thức không đếm được thì phải hỏi là how much. Còn anh thức không đếm được như thế này. Rồi câu trả lời là there. Ở đây là cô cho bức tranh với là cả trừ. Còn cái bài tập về nhà này thì cô chỉ cho trừ á. Đấy, vừa áp dụng được mà làm rộng như hai cái bài mà tá vừa ghi đó. Rộng như bài 1 với bài 2 tá vừa ghi để chấm điểm đó. Cả lớp đã hiểu chưa? Dùng how many hoặc how much đặt câu hỏi cho từng từ và trả lời. Rồi sau đó chụp cái phần câu và bài tập của mình gửi cho cô. Đó là nhiệm vụ về nhà của bạn. Bây giờ ta lại điểm. Cô đọc của em với cô em gửi với cô. Rồi. Anh bị chậm. Rồi. À, bạn Lam Phúc. Đồng giải đây. 10 điểm. Bạn Thuy Dước. Đồng giải rồi, 10 điểm. À, bạn Thuy Dương có cái câu cuối cùng em sửa lại là sai. Thuy Dương có 9 điểm. Có trăm ảnh rồi đó cô ạ. Rồi. Bạn mấy người cho nào hay đóng họ thành đền có lẽ cũng tên đứng đi em ạ. Thì bên cô đóng họ thì đền cho mánh à. Thế là mà nghỉ hôn chưa đền nơi em ạ. Rồi tính được cô sẽ kiểm tra lại đây cho em điểm 6 để em bổ sung 6 nhá. Của bạn Bảo Lâm. Đúng cả rồi, 10 điểm. Rồi bây giờ tất cả các bạn chúng ta bảo điểm cho cô. Một là điểm bài tập về nhà này. Hai là điểm thưởng này, ba là điểm hai bài tập vừa rồi này. Nên ai mà có đầy đủ là sẽ có 4 con. Hoàng Huệ. À, 18 rồi ạ. Bài tập với nhau được em. Bài tập với nhau em 10 điểm đấy không? Bài tập với nhau em 10 điểm đấy. Được con mấy nữa? Thôi. Bài tập về nhà là môi. Rồi Phương Trang. Cái này rất phải hại con môi chứ cậu. Hai con môi. Hồi em một con điểm thường nữa. Dạ. Điểm thường hai môi một tạm. Điểm thường của em là tạm, đúng rồi. Điểm thường của em là tạm này. Bài tập về nhà em là 10 này. Em được hai con điểm nữa. Hai điểm. Bài tập về nhà có hai điểm không con? Bài tập về nhà mấy con điểm vậy? Hai con. Hai con điểm à? Một. Một cái đọc, một cái bài tập chứ có. Đọc nó có điểm, nó đọc có điều chỉnh nó thôi đó. Bài tập đó. Rồi Phương Trang. Một cái này. Phương Trang. Huệ đứng thiểu con nữa đâu em à. Phương Trang mấy điểm? Khánh Chi. Tôi có là 2, 9, 20. Chị 10. 10 rồi. Xuân Huy. Xuân Huy cũng có điểm mô này. Thuy Dương. Thưa cô là 7, 8, 5, 9. Rồi. Văn Đông. Mới có được con 10 cô. Rồi. Quỳnh Chi. Thưa cô là 9, 8, 10, 10 cô. Rồi. Cao Trang. Em có 2 con 8, 1 con 9, 1 con 10 cô. 8 này, 9 này, 10 này. Một con chị nữa có. Chị nữa. Nguyễn Huyền. Em thưa cô là 2 điểm 10, 2 điểm 9. Rồi. Bảo Lâm. Em thưa cô là 20, 1, 9, 1, 2 có. Rồi. Ngọc Ánh. Em thưa cô là 7 điểm 10 cô ạ. Rồi. Đinh An. Tạm có. Phương Thảo. 3 con 9, 1 con 10 có. Tuấn Anh. Tuấn Anh đâu rồi? 7
bảy mười mấy, cô có bảy à? Em là nhớ chứ nè. Em cứ khi bông đưa cô đơn nội ghi vào, các bạn ghi điểm vào để cuối giờ mà bảo. Mà học của mình phải nhớ, Văn Huy. Một con mới, một con bảy. Bảy. Hoàng Tùng. Em ba con mới, một con chín con. Rồi. Có một con chị nữa quá. Một con chị nữa. Rồi. Quỳnh Như. Em Hoàng Tùng. Hoàng Tùng cả có bốn con em mà một con điểm thường. Em chỉ có một con chị. Ừ. Rồi. Quỳnh Như. Không có điểm à? Tiền Văn. Có là 6, 9, 10, 10. Rồi, Tâm Anh đâu đó em? Tâm Anh ơi. Tâm Anh đâu đó? Tâm Anh cho cô điểm quá à. Ngọc Trâm. Chắc được có là em được 10 chị in với bà. Đúng hoa. Đúng hoa. Tạm cơ. Tạm không. Rồi, Xuân Thúy vậy là Phương Thắng có điểm không? Phương Thắng đâu rồi? Ok. Tôi có. Ừ, ai? Em là anh Hướng 10 vì hai con chị của ạ. Rồi. Có ai bảo điểm nữa không? Không ai bảo điểm được cả. Rồi, các bạn nhớ nhiệm vụ về nhà chưa? Hôm nay chỉ có một nhiệm vụ về nhà, nhưng mà cái nhiệm vụ về nhà đó nó kết hợp rộng như hai cái bài tá vừa làm xong. Ta phấn loài ra danh từ rồi cứ gửi mà đặt câu hỏi với how many rồi trả lời, how much mà trả lời. Sau đó là chụp riêng cho cô, chậm để lại điểm 10, rất dễ để lại điểm 10. Nên cả móng cả lợi ra chúng ta nộp bài và đừng quên nhiệm vụ nha. Ok, so goodbye, see you again. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher.